tôm lâu đến thế nhở? Nghe. Tôm. Mi, cẩn thận. Tòa nhà hát không được báo công an, không đến đúng giờ tao sẽ bắt. Tòa nhà hát là ở chỗ này mà. Alo à? Bỏ điện thoại của mày vào chiếc túi màu đen và uống hết chai nước đấy đi. Anh mau thả bài đem ra ngay. Nắp chai nước rất chặt, chốt còn nguyên, không có dấu hiệu bị mở. Chắc chắn đây là chai nước bình thường. Rất có thể thủ phạm đang muốn nhắm vào mình. Mie, anh bình tĩnh, đừng làm cậu ấy bị thương. Em sẽ nghe lời anh, em không hề báo cảnh sát. Anh muốn em làm gì thì anh mới trả người. Hôm nay ấy, tao chỉ muốn thử xem mày có nghe lời tao không thôi. Kể ra thì mày cũng biết điều đấy. Hẹn gặp lại sau nhá, thám tử Tôm. Chắc chắn hắn đang theo dõi mình. Khu vực này, vị trí có thể theo dõi được hành động của mình chỉ có thể là quán cà phê đông đúc kia. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Hắn sẽ theo dõi mình và không có ai nghi ngờ. Anh ơi, anh có phải là... Em còn chưa hỏi anh câu gì mà anh đã có tật giật mình đến mức đánh em để bỏ chạy. Thái độ của anh rất đáng nghi đấy. Này, đáng nghi bao giờ? Đáng nghi chỗ nào? Hả? Tao sống hướng nội, tao sợ người lạ mới bùi đuổi tới tao tưởng chạy sao? Thả tao ra! Anh đừng nói dối nữa, anh nói đi. Mie đang ở đâu? Anh đang là đồng phạm tiếp tay cho kẻ xấu để bắt cóc người khác đấy. Nặng nhất có thể đi cải tạo 20 năm đấy. Mie là ai? Tao biết được à? Bạn mày thì mày đi mò hỏi bạn mày chứ mày hỏi tao biết gì được. Thả nó ra đi, tao cũng thấy hết đây bây giờ. Anh ơi, anh nói, bây giờ, nếu mà một người đừng cố gắng ra một người. Anh nói đi, bạn em đang ở đâu? Tao không biết. Bao nhiêu dưa khuê? 2 năm. Này, mày không thả tao ra. Thằng ác nhau, thằng ác hồn. Mie, cậu tỉnh lại đi, chúng ta mau đi thôi. Tôm, cậu phải chạy mau đi, ở đây nguy hiểm lắm. Hắn định bắt cậu đấy. Không được, tớ phải đưa cậu đi cùng. Đi. Cậu bị làm sao đấy? Tôi chết rồi, tớ bị lính thuốc mê rồi. Là sao? Tôm, tỉnh dậy đi.
Để tao xem nào. Để rồi xem. Thằng nhãi danh thám tử như mày ấy, còn đi phá hoại chuyện làm ăn của người khác được nữa không? Anh bỏ cô ấy ra. Con bé này, mày cút ngay. May cho mày nhé, là tao không đánh con gái đấy. Ngồi xuống. Quán ăn nào của tao mở ra, nó cũng bắt được tao làm bẩn. Tao van xin, tao lạy lục nó có tha cho tao đâu. Anh mới là người sai đấy, anh vô lý vừa thôi chứ. Bởi vì anh làm thực phẩm bẩn, làm hại biết bao nhiêu người như cậu ấy mới như thế. Mày không phải bênh, im mồm vào. Thằng ôn con này, dù thông minh đến mấy, nó cũng bị tao lừa thôi. Tao đã đặt chuông báo động ở công tắc đèn, tay nắm cửa, khắp nơi đều đã bị tao xịt thuốc mê rồi. Thằng Tôm chạm tay vào ấy, rồi hít phải, chỉ có ngất thôi. Tao tha hồ mà xử lý. Miệng còn hôi sữa ấy, mà còn dám đánh đú với tao à? Còn cú mà đòi dám đú với con Công. Anh không được đánh cậu ấy. Anh mà đánh cậu ấy là anh sẽ phải đi tù đấy. Tao bảo mày cút ngay, không tao đánh cả mày đấy. Nghe. Thằng chó này, sao mày lại... Anh dừng lại được rồi đấy anh Cường ạ. Anh càng trả thù ấy, thì tội của anh sẽ càng lún sâu thôi. Mọi lời nói của anh ấy đã bị em ghi âm lại hết rồi. Mà việc bắt cóc này của anh ấy sẽ bị phạt nặng đấy. Tại sao mày có thể tỉnh lại được à? Rõ ràng là tay nắm cửa với công tắc đèn có thuốc mê rồi cơ mà. Khi mi em bị anh bắt, em thấy anh không hề đòi tiền chuộc mà lại bảo em đến chỗ anh hẹn là em đã biết ngay anh muốn trả thù em rồi. Mie là bạn thân của em nên anh đã theo dõi để bắt cóc cậu ấy. Mục đích của anh là lấy người thân thiết của em ra để giúp em thôi. Bởi vì anh biết rõ muốn lừa em rất khó. Em đã theo dõi đồng bọn của anh và bắt anh ấy khai ra địa chỉ anh nhốt bạn em. Bọn mày đang ở dưới quê. Em đã tìm cách để đột nhập vào nơi anh nhốt Mie để cứu cậu ấy. Cửa không khóa, bắt cóc người sao lại không khóa cửa? Không có người theo dõi, chắc chắn là muốn dụ mình tới đây rồi. Chắc hẳn hắn đã đặt bẫy ở đây. Nước dạng xịt như thế này rất có thể là thuốc mê, để kẻ bắt cóc ngăn không cho ai vào trong. Sau khi bật điện, em đã rửa tay rất sạch. Em chỉ giả vờ ngất để quan sát hành động và ghi âm lại bằng chứng phạm tội của anh mà thôi. Mày được lắm. Đã thế nhá, ngày hôm nay ấy, tao càng phải danh chính với mày. Mày có biết vì mày ấy, tao nghèo khổ, tao khốn khó thế nào không ạ? Anh hãy ngừng lại việc bán thực phẩm bẩn và kinh doanh lương thiện thì sẽ khấm khá lên thôi. Đừng vì ham tiền mà đổ lỗi cho em. Em không làm gì sai trái cả. Mày im mồm ngay. Mày còn dám dạy đời tao nữa cơ à? À mày! Anh dừng lại đây. À, anh thôi thì được rồi đấy Cường ạ. À, tôi là báo công an rồi đấy. Tóm mày, anh sẽ là nhân chứng cho mày. Tất cả ấy là do anh ta xui dại anh đấy, chứ anh không muốn bị đi tù đâu. Quang, kế hoạch thế nào ạ? Sao mày dám phản bội tao? À? Ừ, tôi không muốn làm người xấu nữa đâu. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm ngoài kia kìa. Anh đi bóc liền một mình đi. Mày. Bắt đầu. Này, anh mà càng chạy tôi càng thêm nặng đấy Cường. Anh đứng lại. Mẹ, tôi xin lỗi. Chỉ vì tớ mà có nguy hiểm. Không sao đâu, dù gì cậu cũng cứu tớ mà. Với cả hôm nay cậu ngầu lắm đấy. À, nếu như mà cậu áy náy về việc hôm nay thì cậu đi học võ tự vệ với tớ nhá. Võ tự vệ á? Ừ, tớ đang muốn đi học võ để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tự bảo vệ được bản thân nữa. Ừ, được. Thế thì để mỗi ngày tớ đón cậu nhá. Hả? Cậu làm thêm hè á? Cậu mà cũng làm thêm hè á? Nói bé bé thôi, cậu định cho cả thiên hạ biết đấy à? Bởi vì hồi cấp 2 ấy, cậu lười chảy thây ra, trực nhật lớp còn không làm nữa. Vậy mà sau 2 năm đã thành bia chăm chỉ rồi cơ đấy. Dòng đời xô đẩy thôi. Tại idol của tớ sắp về Việt Nam làm concert, nên là tớ phải đi làm thêm, tiết kiệm tiền gần đủ idol ấy. Hiểu chưa? Muốn tớ giữ mồm giữ miệng ấy thì phải như nào đi đã chứ? Gọi gì thì gọi đi. Tiền thì không thiếu, nhưng mà gọi nhiều là không có đâu đấy. À ha. Thì cho tớ một nước ép táo thôi nhá.
tơ này, nước ép táo quán tớ hết rồi. Các loại trà sữa, trà hoa quả, nước ép gì hết sạch hết rồi. Hay là cậu uống trà túi lọc nhá. Cậu tiếc tiền với tớ đúng không? Nay tớ vào quầy pha chế nhá, tớ chỉ lấy hết mỗi cacao thôi. Tại vì quá đông khách, tớ sợ làm nước ép cho cậu thì cậu phải đợi lâu ý. Nhưng mà lúc nãy tớ có thấy khách nào vào đâu. Thôi, ngồi đây đi nhá, tớ đi vào pha trà túi lọc cho, đảm bảo ngon hơn uống ở nhà luôn. Hóa ra là mày ngồi đây à, tớ đi tìm mày nãy giờ đấy. Lắm chuyện buồn đấy hả? Thích bị trừ lương không? Hả? Hả? Thám tử nhỉ? Ôi, anh không ngờ là ở ngoài em đẹp trai như này luôn đấy, đẹp trai hơn cả anh. Cái con Mie này có bạn nổi tiếng thế không dẫn qua quán. Em mới chuyển về khu gần đây nên tình cờ gặp Mie thôi ạ. À thế à? Thế thỉnh thoảng qua quán nha anh nhá. Này, chụp cho anh cái tôi mấy cái tấm ảnh đi. Dạ vâng. Thôi được rồi đấy, đi vào dọn dẹp đi, còn đồ mà pha cho khách để tao pha, đi vào đi. Dạ vâng ạ. Nhanh lên. Tớ búng gì anh mời. Xin khách khứa uống phí. Alo. Alo à? Hôm qua con gái tao mua trà sữa con này, uống xong cái tối bị đau bụng luôn. Là đứa nào pha cho nó? Ra đây ngay. Nhân viên nhà em anh ạ, để gọi là Mie. Mie ra đây. Thật, mày bao nhiêu lần rồi? Mày pha chế thì mày tập trung vào chứ mày để ra cái sự việc này á, mất hết uy tín của tao, mất hết uy tín của quán rồi đây này. Là mày đúng không? Lên công an với tao. Anh không phải em ạ. Có con bé này lại cãi, không phải mày thì là ai hả? Mày cãi đúng không hả? Mày đi cãi mà anh bình tĩnh để em giải quyết việc này. Ý mày nói là anh này anh đổ oan cho mày đúng không? Anh có đổ oan cho nó không? Không đúng không? Anh cứ bình tĩnh để em giải quyết. Này, cái mặt mày nhìn tao như vậy là sao hả? Ý mày là tao đổ oan cho mày đúng không? Anh đang rất là bình tĩnh nhá, nhưng em đang rất mất bình tĩnh anh ạ. Em không thể để nhân viên như thế này trong quán em được nhá. Bây giờ đền bù hoặc là nghỉ việc. Nhưng cái gì này nhà mày lại cãi đúng không? Mày lại cãi đúng không? Nãy giờ mày cãi hơi nhiều, tao nghe rất là đau đầu. Tao nói cho mày biết đôi co nhau nữa đau hết cả đầu. Anh ơi, có chuyện gì thì mọi người bình tĩnh nói. Anh đang rất là bình tĩnh nhá. Sao từ nãy đến giờ mọi người nói anh không bình tĩnh như nào? Đã kịp nói câu nào đâu? Ủa alo. Anh không có quyền cưỡng chế bắt ép người khác lên phường như vậy đâu. Nếu mà sai, anh có thể lên báo công an. Khi họ đầy đủ chứng cứ rồi thì họ sẽ đến tận nơi bắt người thôi. Tôm, anh nói xà lơ. Xem nói gì? Cái công an đến đây thì làm sao mà anh làm ăn được? Cậu là người pha chế trong quán đúng không? Không nói thì ai? Nó nhân viên pha chế chẳng lẽ nó không phải chế thì anh phà, anh quản lý anh phà. Anh có bằng chứng chứng minh con gái anh bị ngộ độc rồi uống trà sữa ở đây không? Thì từ hôm qua đến giờ nó uống một trà sữa rồi, ăn uống cái gì nữa? Thì đúng rồi mà, khiếp, từ qua đến giờ có mỗi con Mie là đứng ở đây pha chế nữa chứ còn ai vào đây nữa. Nên em cứ đấy để... Alo chị yêu ạ. Dạ vâng ạ. Dạ anh ơi. Thôi thì bây giờ thế này, thì bây giờ anh muốn đền bù hay là như thế nào thì anh cứ alo cho em nhá. Em sẽ bắt con bé này đến tận nơi đền bù, đến tận bệnh viện thăm con gái anh luôn nhá. Anh cứ yên tâm, bây giờ thì anh cứ đi về trước đi ạ. Thế là nghe được, mai quay lại đấy. Dạ vâng ạ, anh cứ đi về anh nhá. Anh đi về. Đấy nhá. Tao cứu mày rồi đấy nhá. Còn đoạn sau tự lo đi. Chị Abby đâu nhỉ? À chị Abby. Quái này đâu không biết nữa. Cửa lại mở. Tôm, sao mày lại vào được đây? Vào được kho nguyên liệu, em mới thấy tận mắt sự thủ đoạn của anh đấy. Trục lợi trên sức khỏe của người khác. Anh làm như thế, không thể cắn đứt lương tâm à? Này, em đang nói linh tinh cái gì đấy? Anh không hiểu em đang nói cái gì hết đâu đấy. Anh đừng diễn là vai người tốt nữa. Em biết hết rồi đấy. Mie, nói chuyện chút đã. Cậu định bảo tớ là kẻ đáng nghi nhất, chính tớ là người đã pha đồ bẩn cho khách chứ gì? Tớ định nói với cậu từ hôm qua, lúc gọi nước cho cậu rồi. Cậu đã có những biểu hiện rất đáng nghi, nhưng mà tớ tin Mie của tớ là một cô gái tốt bụng và tử tế mà. Để minh oan cho cậu ấy, chúng ta phải tìm ra thủ phạm thực sự cơ. Thật ra tớ biết thủ phạm thật sự là ai mà, nhưng mà tớ sợ bị mất việc lắm. Người ý lúc nào cũng làm cùng tớ hết. Ý cậu là anh Hoàng quản lý á? Anh ta đã giở trò gì với cậu? Nói tớ nghe xem nào.
anh ý lúc nào cũng nhập nguyên liệu bẩn về để làm đồ uống cho khách hết. Từ hoa quả bị dập hỏng đến mấy cái bột trà sữa mốc meo cả nghìn năm ý. Mà lúc nào cũng là chính tay anh ý pha đồ cho khách. Kho nguyên liệu cũng khóa chặt, tôi chưa bao giờ được vào trong đấy cả. Vậy tại sao cậu không nói với chị chủ quán? Tại vì tớ sợ anh Hoàng sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho tớ. Giống như hồi nãy anh ý đổ lỗi việc tớ làm đồ uống bẩn cho khách đấy. Cậu cũng thấy rồi mà. Thế thì mình phải bắt quả tang anh ta, hoặc là tìm ra bằng chứng xác đáng. Có cách nào để vào kho nguyên liệu không anh? Anh Hoàng có để một chùm chìa khóa ở trong túi. Anh Hoàng. Tôm đấy à? Bi em hôm nay nghỉ làm hả anh? Khổ quá, nó kêu ốm nên thôi cho nó nghỉ chứ sao nữa. Chắc là định chống cái vụ hôm qua mà. Vậy thì anh làm cho em một nước ép cam với cả một hồng trà sữa trân châu anh nhá. Ok luôn. Của em 120. Em chuyển khoản anh nhá. Đây. Chuyển khoản bằng cái mã của anh này. Đây. Anh cảm ơn nhá. Anh ơi, anh chưa đưa hóa đơn cho em hả? Cái máy in hóa đơn mà nó bị hỏng. Hôm trước em thanh toán, anh bảo là hết giấy in. Hôm nay thì lại máy hỏng. Chắc là tối về số tiền khó lắm nhờ anh nhỏ. Khó sao được, anh nhớ mà. Thế cứ ra bàn ngồi đi nhá, anh làm nhoáng cái xong. Đây, có liền. Sao nhanh thế hả anh? Anh làm sẵn rồi hả? Anh vừa vẽ thôi mà, tại vì anh sợ khách chờ lâu. Thôi, ngồi đi nhá. Ôi, mắt phải chẩm mũi kiểu gì đấy hả? Phí đấy, không biết nữa. Em xin lỗi, em đoảng quá. Em xin lỗi anh, em đoảng quá. Thôi rồi, để anh đi ép cho cái cốc khác. Nể lắm, quý lắm, ép rồi, đưa đây. Ngồi đi. Anh chính là thủ phạm đứng sau toàn bộ mọi chuyện. Anh là người đã mua nguyên liệu bẩn về để pha chế cho khách, rút lõi tiền của quán. Đã thế còn đổ hết tội lỗi lên đầu của Mie. Là tao làm đấy. Thì làm sao? Mày định làm gì tao? Hả? Mày định tố cáo tao lên công an á? Này, tao nói cho cái mặt mày biết nhá, tao chỉ cần dọn sạch cái kho này là xong nhá. Mày chẳng còn bằng chứng gì mà tố cáo tao đâu nhá. Em sẽ báo cáo với chị chủ quán. Ê ôi, khiếp, sợ thế. Này, so với một đứa oắt con như mày ấy, với một người quản lý đã gắn bó vài năm như tao, thì mình nghĩ chị đi city này. Hả? Mình nghĩ chị đi city này. Tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa đâu cậu Hoàng ạ. Cậu đừng tự tin như thế chứ. Chị Trang, sao chị lại ở đây ạ? Là em đã dẫn chị AB đến đây đấy. Mie đã đến nói chuyện với tôi và nói là sẽ dẫn tôi đến để xem bộ mặt của người quản lý đã làm việc với tôi bao nhiêu năm nay. Tôi cho cậu cơ hội để tự nói ra tất cả những gì cậu làm. Nói! Lúc nhận cốc nước em làm sẵn từ anh Hoàng, em đã nghi ngờ rồi. Anh ta không dám công khai quy trình ép hoa quả trước mặt khách. Em mang cốc nước ép ấy về, để nửa ngày thì nước ép lập tức đổi thành màu đen. Tôi đã rất tin tưởng cậu, giao cho cậu quản lý cả cơ nghiệp của tôi. Thậm chí mấy tháng nay tôi còn đưa thêm tiền cho cậu để cậu nhập nguyên liệu tươi ngon về để nhằm cải thiện đồ uống cho quán. Vậy mà cậu lại lợi dụng trục lợi bất chính cho bản thân mình, biển thủ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Đã thế lại còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Cậu làm như thế mà được à? Có lẽ là cậu không biết, nhưng mà tất cả những việc mà cậu làm trong suốt mấy tháng qua ấy, tôi biết thừa, tôi biết hết. Nhưng tôi vẫn cố tình đưa tiền cho cậu để xem cậu phá tôi đến mức nào. Nhưng rất tiếc cho cậu, cậu không biết một điều rằng trước khi tôi mở ra chuỗi cửa hàng cà phê này thì tôi đã làm thám tử đấy, cậu có biết không hả? Thế hóa ra chị là thám tử AB nức tiếng một thời ấy à? Em không nhận ra. Chị ơi, em cho trại, em hàm cái lợi trước mắt, chị tha cho lần này chị nhá, chị ơi. Tiền lương của cậu tháng này tôi sẽ trừ vào để bù đắp tổn thất cho quán. Quả báo nhãn tiền mà. Tôi nói để cho cậu biết,
Với những bằng chứng mà cả Tom và cả Mie thu thập được, tôi sẽ kiện cậu ra tòa. Cậu chuẩn bị mà hầu tòa đi. Tôi sẽ kiện cậu với tội danh biệt thủ công quỹ, gian lận trong kinh doanh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Còn bây giờ thì biến ra khỏi quán của tôi. Cậu chính thức bị sa thải. Đi. Thật sự là cảm ơn hai đứa. Nếu như mà không có hai đứa giúp đỡ chị thì không biết là quán cà phê của chị sẽ ra sao nữa. Có gì đâu ạ. Bọn em cũng không muốn sức khỏe của mọi người bị ảnh hưởng bởi những kẻ vô lương tâm. Đây là bạn của Mia à? Dạ đây là bạn học cấp 2 của em ạ. À, chị nhớ rồi. Lần trước Mia có nói với chị rằng hồi cấp 2 Mia có crush của bạn. Là đây à? Ôi chị. Em thấy hình như chị hơi rảnh hay sao ấy. Chị lên trên kia đợi cảnh sát đến đi ạ. Hai anh em đi đâu đấy? Ta đưa Bảo đi học chứ đi đâu? Đúng rồi, em đang rất vui vàng để đi học. Nhanh. Sao hôm nay hai anh em nhà này lạ thế nhở? Sao đi học lại nhiệt tình thế? Không giống với cái tính lười học của thằng Bảo, mà cũng không giống cái tính lười vận động của anh Hoàng. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám rồi. Ơ, hôm nay là chủ nhật mà. Hai ngày này định giờ cho gì đấy? Vi này. Vi là một nhành hoa. Mà việc của hoa ấy chỉ để tỏa hương thơm thôi. Việc này cứ để anh. Sáng anh vội của anh chưa kịp ăn gì nên hơi yếu. Nhưng mà không sao, vì Vi anh có thể làm tất cả. Anh Hoàng tốt bụng thật đấy. Vi khỏe thật đấy. Còn mà anh yếu, yếu còn ra gió. Anh không những tốt bụng ấy, mà còn hào phóng nữa cơ. Bảo này, thích ăn bao nhiêu cơm cháy, gọi đi nay anh bao. Thật đấy hả? Chị ơi, cho em 50.000 cơm cháy đi, nhiều cơm mà nhé chị. Okay. Nhiều bao chị ạ? Này, sáng mẹ cho có 40.000 tiền ăn sáng rồi, chứ gọi 50.000 tí 10.000 đâu ra bú. Vi cho anh 40.000 thôi Vi nhá. Vâng ạ, bao nhiêu thì em cũng bán mà. Đây, của em đây. Em cảm ơn chị. Có cơm trái rồi thì cầm ra kia ăn đi Bảo. Để con kiếm chị dâu cho em. Ok, bye bye. Vi này. Dạ. Anh nói thật với Vi nhá, anh là anh thích Vi nhiều lắm luôn ấy. Anh thích Vi dã man luôn ấy. Vi hiểu ý anh không? Vi hiểu không? Anh thích Vi không thể có từ nào mà tả nổi luôn ấy. Cho dù ngày hôm nay nhá, anh có phải mổ cái trái tim của anh ra đây ấy, thì anh cũng sẽ làm vì Vi luôn. Anh thích Vi ngay từ cái nhìn đầu tiên Vi ạ. Vi không tin đúng không? Vi đừng cười. Vi cười xinh lắm Vi ạ. Vi ơi, anh nguyện ngày ngày ăn cơm cháy để được nhấm nháy với Vi. Áo vàng áo xanh chứng kiến cho anh nhá. Ngày hôm nay Hải Vi sẽ là người yêu của anh. Hải Vi cho anh nắm tay một cái được không? Hải Vi cho anh nắm tay. Hải Vi cho anh hôn phát Hải Vi nhá. Sao mày lại ở đây? Em còn chưa hỏi tội anh với cả Bảo đấy. Dám đi ăn mảnh à? Thì mẹ cho có 40.000 để ăn sáng thôi. Gọi mày đi lại phải chia cho mày ăn nữa à? Thế làm gì tao còn cái gì để mà ăn nữa? Mà cái mồm mày biết ra thì cả làng cả phố để biết thì dẫn đi làm gì cũng ngu với dẫn mày đi. Rồi, để xem không có sự trợ giúp của em ấy thì anh có tán được chị Vi không nhá. Người ta sợ ấy, chạy mất dép tôi kia kìa. Này nhá, mày không phải thách tao nhá. Tao sẽ tán đổ Vi cho mày trố cái mắt mày ra. Thôi mày dẫn Bảo về đi. Để tao đây, tao trông quán cho Vi, tao đợi Vi về tao tán Vi tiếp. Đi. Bảo.
Báo, cho anh xin miếng. Quá đâu. Đi, cho anh xin một miếng đi, rồi mai anh mua cho. Chắc đâu. Chắc. Mua miếng nhỏ đấy nhá. Cái vết này, sao nhìn quen thế nhở? Hình như là gặp ở đâu rồi ấy. Đúng rồi, hôm qua. À, sao anh lại phơi cái này ở đây nhở? Ôi dồi ôi em ơi, em đi đứng em phải nhìn đường cẩn thận mà chứ. Sao biết vào cơm của anh rồi? Em xin lỗi, em vô ý quá. Mà sao anh lại phơi ở đây ạ? Đây là đường của mọi người đi lại, anh phơi ở đây bất tiện lắm. Với cả để đây bụi bặm với cả côn trùng đấy. À không sao đâu, nhà anh ấy ở gần đây, ở bên kia kìa. Anh phơi ít cơm cho gà ăn, mưa nắng tí gió bụi không sao cả. Ơ, thế nhà anh bên kia? Ừ. Ơ, thế gần nhà em. Ồ, khéo anh em mình là hàng xóm ấy nhở. Thế á? Nhưng mà sao em chưa gặp anh bao giờ nhở? Này, mà anh nhìn em trông quen quen nhá. À, em là em của thằng Hoàng đúng không? Anh với anh Hoàng nhà em à? Úi trời ơi, anh còn lạ gì nó nữa. Cái thằng đấy nhá, nổi tiếng tán gái dạo, gặp con nào nó cũng tán. Nó là học cùng cấp 2 với anh đấy. Ngày hồi đấy con bé nhá, là em suốt ngày đi chơi với anh, chả qua bây giờ em không nhớ thôi. Anh nhá, là anh tốt nghiệp xong, anh đi chỗ khác để lập nghiệp. Nhưng mà bây giờ anh trở về quê hương để xây dựng quê hương, đổi mới quê hương. Nên là em không nhận ra là phải rồi. À, nghĩa là anh về quê nuôi gà trống rau. Nghĩa là nuôi gia cầm đúng không anh? Ờ, đúng 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 đúng. Thế rồi. Em chào anh về đấy ạ. Ờ, chào em nhá. Này, về bảo với thằng Hoàng là có anh Cường đẹp trai, đa tài, quyến rũ, hỏi thăm nhá. Vâng ạ, ờ, chào anh. Về nhá. Ngậm hết vào cơm của ta. Bảo, cái tôi ăn ỉm cơ. Tôi em mới quên nó một năm rồi. Ai bảo cái tội mê chị Vi lắm cơ. Này, Vi không liên quan đến cái vụ này nhá. Mày đừng có mà nói như thế. Đến nước này rồi mà anh vẫn còn bênh được à? Em nhớ hôm đấy nhá, em dẫm đến đống cơm của anh Cường đang phơi ấy. Hôm nay thì thấy đúng bên miếng đấy, nó làm thành cơm cháy rồi đấy. Cơm nào? Cơm gì gì á? Thì cái anh ấy bảo là học cùng anh cấp 2 đấy. Thế anh ấy với chị Vi có quan hệ như nào? Em tưởng anh phải học cùng thì anh mới biết chứ. Bạn cái gì? Bè thôi. Hồi cấp 2 á, nó là cái thằng chuyên mỏng môi ai hớt đấy. Mày không nhớ tao suốt ngày bị mẹ đánh à? Cái thằng này á, tưởng đi chỗ khác làm ăn rồi, quay về đây làm cái gì không biết nữa. Đã mỏng môi ai hớt, mặt thì đầy bụng. Chắc chắn á, là Vi không liên quan đến việc này. Để lấy lại sự trong sạch cho chị Vi ấy, thì anh phải làm theo cách của em. Cách nào cũng được. Ôi, mở mở ra. À, bạn cu đây à? Qua nhà tôi có chuyện gì đấy? Đến để tính nợ. Kinh nhỉ, mấy năm không gặp mà dạo này mồm miệng gan phết đấy. Làm sao? Này nhá, ngày trước cậu nợ tôi 45.000 tiền quỹ lớp, một cái bút bi, một cái bút chì, một cái bút xóa với một cục tẩy nữa, trả đi. Thật luôn, nhớ tận bây giờ luôn. Ừ. Đòi đỡ gì? Ừ. Được rồi. Này, 100.000 cầm luôn, bỏ. Úi trời ơi, tưởng bạn tốt qua thăm, ai dè đòi nợ. Chưa đủ đâu. Còn cái gì nữa? Nhớ nốt đi xem nào để tôi trả. Có quà còn lại, ngày trước cậu cho tôi cái này, bây giờ tôi đến tôi trả lại. Cho? Tôi nhớ là tôi chỉ cướp với lấy đổ cậu thôi, cứ cho cậu cái gì đâu. Cái này. Cái gì đấy? Cho cái gì? Này nhá, ngày trước cậu cho tôi quần, bây giờ tôi đấm lại cậu. Cái thằng danh này, mấy năm không học mày hơi bị liều đấy chứ. À, ôi ôi.
Cường ơi, ai hỏi anh kìa? Rõ ràng lúc nãy mình nghe tiếng bước chân mà nhỉ? Hôm trước ăn đòn chưa sợ hay sao mà hôm nay còn dám vác mặt đến đây à Hoàng? Này, hôm nay cậu mới là người phải sợ nhá. Tôi đến đây là để vạch trần cái bộ mặt xấu xa của cậu. Dám làm đồ ăn bẩn để bán cho mọi người à? Đừng có nói linh tinh. Đây là tôi phơi cơm cho gà, ok? Anh đừng nói dối nữa anh Cường ạ. Chúng em đã có trong tay tất cả bằng chứng. Việc anh làm cơm cháy bẩn rồi để em gái mình bán cho mọi người rồi. Thực chất, nhà của anh không hề nuôi con gà nào. Mà em của anh bán hàng cũng không phải nhập hàng nữa. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Chuyện nhà tao thì liên quan gì đến anh em nhà chúng mày hả? À, có liên quan đấy. Vì cơm cháy bẩn nhà anh mà anh Hoàng và Bảo nhà em phải đi viện đấy. Bằng chứng em đã có trong tay rồi. Chứ em không hề nói chuông đâu. Anh xem đi. Khi gặp anh lần đầu tôi đã thấy nghi ngờ. Anh nói anh phơi cơm cho gà. Nhưng bình thường phơi cơm cho gà sẽ để tơi hạt cơm, chứ không ai tạo thành miếng như anh cả. Những miếng đều nhau như được chuẩn bị sẵn, chứ không phải để cho gà. Miếng cơm cháy của Bảo có vết chân giống y hệt với vết của tôi dẫm hôm trước, làm tôi có thể chắc chắn rằng cơm cháy nhà chị Vi bán không hề chất lượng một chút nào. Cơm được anh phơi ở ngoài đường hứng bụi, cát, thậm chí là bị dẫm vào vẫn mang đi bán, thì khi ăn vào sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Và đúng vậy, anh Hoàng và Bảo ngay sau đó đã bị đau bụng. Tôi đã cùng anh Hoàng tìm cách gắn camera vào nhà anh và thấy được hết quy trình làm cơm cháy bẩn của anh và em gái anh nữa. Anh thu gom cơm thiêu ở những quán ăn với giá chỉ 3-5 nghìn một cân. Thậm chí có loại cơm đã mốc xanh anh vẫn sử dụng. Sau đó hai người ép mỏng cơm vào các khay rồi để phơi cho khô. Sau khi phơi khô, anh chị mang về chiên bằng chảo dầu đen xì dùng đi dùng lại nhiều lần, rồi cuối cùng đổ và trộn gia vị vào để át mùi hôi của cơm thiêu. Vậy là đã xong một mẻ cơm cháy mà mỗi gói anh chị bán với giá 20.000 đồng. Ngần ấy bằng chứng đã đủ để anh lên phường chưa? Nói đùa, tao đã muốn yên ổn làm ăn rồi mà chúng mày không để tao làm ăn yên ổn đấy nhở? Này, yên ổn làm ăn của cậu là làm đồ ăn bẩn rồi bán cho hàng xóm và bạn bè á hả? Cậu có lôi Vi vào cái vụ này nữa thì làm sao hả? Nó là em tao, nó đang cần công việc thì tao cho nó làm thôi, có gì là sai? Này, anh định làm gì anh của em đấy? Này anh nhá, anh cấm mày giao du với nó. Nó đang phá hoại chuyện làm ăn của anh em mình đấy. Nó còn định báo công an là anh em bán cơm cháy bẩn kia kìa. Này, làm sai thì phải chịu chứ. Chuyện nào ra chuyện đấy đi. Vì ạ, anh thích em là anh thích anh thật đấy. Nhưng mà qua chuyện này anh thấy cái nét em hơi kỳ, nên anh hết thích em luôn. Anh Hoàng, thực ra ban đầu ý thì em cũng chẳng thích anh gì đâu. Mặt anh cứ ngớ ngẩn trông thế nào ấy. Thế nhưng mà sau chuyện này em thấy anh là một người trượng nghĩa này, tốt nữa, đúng cái mẫu người mà em thích. Thế nên em quyết định là em sẽ lên phường. Anh đợi em lên phường xong rồi về hai bọn mình hẹn hò với nhau nhá. Cái gì? Mày điên à? Sao lại lên phường? Thế bây giờ mình làm sai thì mình phải chịu chứ. Lên nộp phạt đi rồi mà về làm ăn tử tế. Anh mà không lên là em lên một mình đấy nhá. Đến lúc đấy nhá, người ta cho người về đây, người ta bắt
anh đi, lúc đấy quê còn chết. Ôi trời ơi, đúng là không cái dạy nào mà cái dạy trai. Con đẩm ý xê. Ê, như vậy là một mũi tên là trúng hai đích đúng không? Tao vừa phá được án, tao lại vừa có người yêu. Vợ yêu ơi, anh vợ ơi, đợi em lên là em nói tốt cho hai người, giảm án hai người, đợi em tí. Ơ, à, mình làm rồi anh Hoàng lấy công à? Được cả người yêu cả công, thế mình được gì? Tớ bị lừa mất rồi. Sao mà tớ bị lừa? Có sao không? Thì bài học nào chả phải trả giá bằng tiền mặt. Tớ bị người ta lừa hết tiền mua hoa tặng cô 20/11 rồi. Bây giờ tớ rối quá, tớ không biết phải làm sao nữa. Cậu bình tĩnh lại đã. Kể mọi câu chuyện đầu đuôi cho tớ nghe xem nào. Thì đây này, tớ thấy ở trên mạng có shop hoa này nhận ship hoa tận nơi, mẫu hoa cũng đẹp nữa, nên tớ đã nhắn tin hỏi người ta mua hoa. Bên họ cũng tỏ ra là uy tín. Đây này, cậu đọc đi. Họ bảo tớ phải cọc 100% số tiền nữa. Nhưng mà tớ cũng cẩn thận vì đây là lần đầu tiên mua hoa của bên họ. Tớ bảo là nếu họ cắm hoa rồi chụp ảnh gửi cho tớ thì tớ mới thanh toán 100% số tiền. Thế là cậu đã chuyển 50%. Sau đó vài hôm sau, họ vẫn nhắn tin hỏi han cho cậu chọn các mẫu hoa như đúng rồi. Rồi đến ngày hôm nay 20/11 thì lại khóa bếp và chặn tin nhắn của cậu đúng không? Bên họ khóa bếp rồi nên tớ không thể báo cáo, cũng không bốc phốt họ được. Chỉ có tin nhắn này làm bằng chứng thì ai tin tớ bị lừa cơ chứ. Bây giờ thanh minh giải thích cũng khó ấy. Không sao, tớ tin cậu mà. Mà bọn chúng đúng là đến học sinh không có tiền mà cũng dám lừa nữa. Tết cuối là tết của cô giáo chủ nhiệm rồi, nhưng mà tớ vẫn chưa kịp mua hoa nữa. Bây giờ tất cả các hàng hoa đều đã cháy hàng. Ngày vui của cô mà lại bị tớ phá hỏng mất. Cậu không phải lo đâu. Trước tiên tớ với cậu sẽ cùng đi mua hoa cho cô nhá. Tớ cũng nghĩ đến chuyện mua hoa rồi, nhưng mà hôm nay là ngày lễ nên tất cả các cửa hàng hoa đều phải đặt trước. Hoa tươi là không có rồi đấy. Không sao, có thức mấy phần được đạo, cậu không cần phải lo đâu. Tớ đã có cách rồi. Ui, cậu nghĩ ra cách hay thật đấy. Bởi vì nhà cô Linh có hai đứa con, một đứa thì học mẫu giáo, một đứa thì học cấp 1. Bó hoa này chắc chắn sẽ có ý nghĩa và có sử dụng được nữa. Nuvi, sữa tươi trái cây tươi, được làm từ sữa tươi tự nhiên 100% từ nông trại Nutimil, kết hợp cùng với nước ép trái cây. Công thức Nuvi Power giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể và chức năng não, giúp hỗ trợ chiều cao và sáng mắt cho bé nữa đấy. Đã thế, khi uống sữa, chúng ta có thể sưu tầm thẻ đổi quà để tham gia chương trình nạp Nuvi sang linh thú đổi siêu quà mùa 4 nữa đấy. Ôi, thẻ này thì đổi được cái gì? Mà thẻ nhìn đẹp thật đấy. Với 24 thẻ, cậu sẽ đổi được một bộ dụng cụ học tập sáng tạo. Với 36 thẻ, cậu sẽ đổi được một bình năng lượng siêu ngầu. Với 48 thẻ, cậu có thể đổi được một ba lô siêu cấp. Và chưa đặc biệt, nếu cậu có 48 thẻ cộng một thẻ iPad, cậu sẽ có cơ hội đổi được một iPad thời thượng. Chương trình sẽ diễn ra đến hết 31/1/2024 cơ. Thế này thì tớ yên tâm phần nào rồi. Còn số tiền bị mất thì tớ sẽ tự tiết kiệm để bù lại. Đây cũng là lỗi do tớ mà, tớ phải chịu trách nhiệm thôi. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không để cho cậu chịu trách nhiệm đâu. Còn tên cơ kia, tớ sẽ cố gắng tìm được hắn để bắt hắn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Yeah, cuối cùng bọn mình cũng làm được rồi. Cảm ơn hai em nhé. Cảm ơn hai em vì món quà vô cùng thiết thực, có tính sáng tạo và có tính toán thông minh. Cô ơi, đây là ý tưởng của bạn Tôm đấy ạ. Ý tưởng của em, nhưng người làm chính là Mie đấy cô ạ. Hai đứa đã giỏi lại còn khiêm tốn nữa. Cả hai đều làm rất tốt, sau này cứ thế phát huy nhá. Biết đâu ấy lại bắt xu hướng, các lớp khác lại thi nhau làm theo thì sao? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Thôi, hai đứa tranh thủ về sớm đi. Cô về trước đây. Em chào cô. Em chào cô ạ. Mie, cô làm sao đấy? Tớ vẫn bực mình chuyện hôm trước quá. Tớ vừa phát hiện ra là họ còn lừa đảo nhiều người nữa. Mọi người còn quay hẳn video đăng lên TikTok để bốc phốt đấy. Vẫn một hình thức đấy thôi. Họ tỏ ra là uy tín rồi bắt cọc 100% số tiền, sau đấy trao đổi như đúng rồi. Nhưng mà đến ngày giao hoa thì lại khóa bếp, xóa tin nhắn. May mà tớ có tính cẩn thận nên đã chụp lại trước đấy. Họ còn lập ra nhiều bếp khác,
chạy hình ảnh quảng cáo, rồi tỏ ra uy tín để lừa nhiều người nữa. Nếu không bắt sớm được bọn chúng thì sẽ rất nhiều người còn bị lừa nữa. Nhưng mà chúng làm trò như thế, những người không biết rất dễ bị sập bẫy thôi. Mình làm gì có thông tin của chúng. À, cậu có chuyển khoản cho bọn chúng đúng không? Biết đâu từ thông tin ngân hàng chúng ta có thể lần ra chủ tài khoản ngân hàng thì sao? À, đúng rồi. Lúc ấy tại vì tên chủ tài khoản là tên của một công ty nên là tớ tin tưởng lắm. Mà tính tớ cẩn thận, sợ bị lừa, lúc thấy tên này tớ mới không ngần ngại mà chuyển tiền cho họ đấy. Đây này. Đây rồi, tớ tìm được ra địa chỉ rồi. Đây rất có thể là nhà riêng của kẻ lừa đảo. Thế thì ngày mai bọn mình đi luôn đi. Bây giờ á, mình phải đến đòi tiền hắn, cho hắn biết tay mới được. Không được, chúng ta không nên làm như vậy. Những tên lừa đảo này sẽ thường rất manh động. Chúng lừa nhiều tiền như vậy chắc chắn sẽ rất cảnh giác. Hơn nữa khi lừa cậu, chúng đã vào trang cá nhân của cậu để xem ảnh. Bây giờ chúng ta cần phải hóa trang để họ không thể nhận ra. Nhưng mà cậu phải cải trang tự nhiên nhất có thể. Nếu lộn lộn quá thì sẽ gây chú ý đấy. Quyết định vậy đi. Phụ trợ những lúc em cần tiền, sao đó làm gì gặp rồi sẽ biết. Rồi là cải trang hay hóa trang? Tự nhiên rũ chưa? Em chào anh Binzy ạ. Sao? Cậu thấy tớ của Hoàng Trang Đỉnh không? Trở thành một người khác luôn. Là tự nhiên giữ chưa? Không gây sự chú ý một tí nào đây á? Đúng như tớ dự đoán, đây chính là căn nhà riêng. Chắc hẳn là nhà của hắn ta rồi. Vậy thì sẽ dễ dàng hơn rồi đấy. Nhưng mà cửa đóng kín mít như này, làm sao mà mình tìm được hắn? Vậy thì phải cần đến nghiệp vụ để điều tra. Rồi là nghiệp vụ giữ chưa? Cậu cười cái gì? Phải có thực mới vực được đạo chứ. Cậu cũng uống đi, để lấy sức mà còn theo dõi bọn chúng. Bây giờ chúng ta cứ thập thà thập thò với cái bộ dạng này ấy, chưa bắt được kẻ lừa đảo, chúng ta đã bị bắt vì tội trộm cắp hay là tội biến thái rồi ấy chứ. Sữa tươi trái cây tươi vừa tươi ngon lại còn dinh dưỡng nữa. Đã ghê đấy. Bây giờ tớ có sức rồi, tớ ngồi đến cuối cùng luôn. Đâu? Anh mở mắt ra nhìn. Tôi chết rồi, hắn thấy chúng ta rồi. Đâu? Hắn đâu? Hình như đang đi về phía bọn mình hay sao ý. Đâu? Hắn đâu? Mặt cậu làm sao đấy? Cậu trúng gió à? Mặt kín vào đi. Cái cốc trà nhá. Cậu ấy tớ diễn đỉnh không? Cậu thử suýt đăng xuất khỏi trái đất đấy. Không bạn ơi, bên mình là hoa nhập khẩu, hoa cao cấp. Chất lượng hoa cái nào cũng cao đấy. Bạn cọc cho mình 100% để chắc chắn là gì? Chắc chắn là 100% bạn lấy. Nếu không nhá, bây giờ bạn bom hàng giữa chừng thì cửa hàng mình biết bán cho ai hả bạn? Bạn cứ yên tâm đi, bên mình nhá là hoa chất lượng cao này, làm y như mẫu, có khi còn đẹp hơn cho mình luôn đấy chứ. Thế thôi được rồi. Thế bây giờ bạn cọc cho mình 50% cũng được. Coi như là lấy mối lần sau mua tiếp, được chưa nào? Ok. Bây giờ mình gửi cho bạn số tài khoản, bạn chuyển khoản cho mình luôn nhá. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Ngon. Thế là kiếm được bắt thờ buổi sáng nhẹ nhàng. Lừa mấy đứa trẻ con này dễ thật. Đúng là kiếm tiền cũng khó.
Mày, mày quay lén tao đấy à? Bọn danh con này, chúng mày theo dõi. Quay trộm tao để làm gì? Để làm gì? Bọn em có quay anh đâu ạ? Mày lừa trẻ con à? Cậu yên tâm, tớ đã tắt nguồn rồi. Anh ta sẽ không làm gì được đâu. Anh chính là kẻ đã tạo ra bếp tiệm hoa ảo để lừa người khác chuyển khoản rồi sủi bò. Tôi đã có tất cả bằng chứng chứng minh phương thức phạm pháp của anh rồi. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Tao lừa đảo ai? À, xem phim trinh thám đi thôi nhá. Về nhà uống sữa học bài. Anh không cần giải thích với tôi làm gì cả, vì tôi đã lập ra nhóm những người bị anh lừa rồi. Anh đi tạo bếp giả để lừa người khác rồi xóa bếp, thu hồi tin nhắn nhằm xóa dấu vết. Nhưng rất tiếc là bọn tôi đã chụp lại tin nhắn và tài khoản ngân hàng của anh, bọn tôi cũng đã lưu lại rồi. Nếu anh không trả tiền cho những người bị hại thì chúng tôi sẽ đưa tất cả bằng chứng cho công an đấy. Mày, sao mày biết? Đây thì bằng chứng này. Để xem nhá. Không có bằng chứng ý, mày có bắt được tao không? Mất điện thoại rồi. Cậu yên tâm đi, iCloud của tớ đã lưu lại rồi. Chỉ cần đăng nhập thì sẽ ra thôi. Cậu ở đây đi, để tớ đi bắt anh ta. Mày cũng liều đấy. Mày, xử lý nó cho tao. Cho nó bầm dập, lết về nhà là được. À! Chạy đâu cho hết nắng hả em trai? Em chào hai anh ạ. Hai anh nhẹ tay giúp em với nhá. Nhẹ à? Xuân Đan à? Biết sợ chưa? Công an! Công an! Ở đây có bọn lừa đảo! Chúng mày! Công an! Chạy thôi! May mà cậu đến kịp đấy. Không là tớ cũng đánh cho bọn chúng một trận ra bã chứ. Cậu ý, chỉ giỏi võ mồm thôi. Tớ mà không dùng chiêu này á, bọn chúng đánh cậu ra bã rồi đấy. Có đau không? Tiếc là bọn chúng chạy hết rồi. Đừng có lo, dù gì bọn mình cũng có đủ bằng chứng rồi mà. Có gì bọn mình sẽ nhờ cô Linh trình báo cho công an. Cảm ơn cậu nhá. Vì tớ mà cậu làm bao nhiêu chuyện, rồi còn bị đánh tơi bời như này nữa chứ. Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu mà. À, chờ tớ một chút nhá. Tặng cho cậu này. Ôi, cậu tặng cho tớ ba lô này thật à? Ừ, đây là ba lô siêu cấp bạn Vi của Nuvi. Rất hiếm đấy. Tớ đã săn để dành riêng cho cậu. Ba lô này được làm từ chất liệu an toàn, siêu nhẹ và siêu rộng. Bên trong được lót vải chống nước, chống mùi, bảo vệ tốt cho đồ dùng học tập. Và có quai đeo chắc chắn với đệm mút đeo rất là thoải mái nữa đấy. Quà đáp lễ đấy, cảm ơn cậu nhá. À, mà ba lô của tớ là bạn Nu, ba lô của cậu là bạn Vi. Đây là những khung cảnh trong truyện tranh của Nu Vi đấy. Thật là tuyệt vời đúng không? Lũ danh con, chúng mày hại tao, tao vô tội. Bỏ ra. Em có đầy đủ bằng chứng chứng minh thủ đoạn, phương thức lừa đảo của anh ta. Và một nhóm người cũng bị anh ta lừa nữa. Cần phải ngăn chặn ngay những người lừa đảo như này, để không thêm ai bị lừa nữa cô ạ. Lần sau ấy, nếu như chuyện như vậy còn xảy ra, hoặc là bất cứ bạn nào gặp phải vấn đề gì thì phải báo cáo ngay với cô, để cô tìm cách xử lý. Không được tự ý tìm đến để bọn chúng tác động vật lý như vậy, rõ chưa? Dạ vâng ạ. Dù sao thì cô cũng có lời khen cho các em, bởi vì các em đã có lòng dũng cảm, biết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn và cũng vô cùng thông minh nữa. Nhưng mà cô nhắc rồi đấy nhá, là không được tự ý đưa nhau vào nguy hiểm nữa, rõ chưa? Vâng ạ. Vâng ạ. Cả
các bạn nhớ mua các sản phẩm sữa của Nuvi để cùng mình đặt Nuvi sang linh thú đổi siêu quà mùa 4 nhé.